ly hôn hai từ không còn nặng trĩu nề nhiều đối với thiếu phụ trong buôn bản hội tân tiến này. Thế nhưng, vô tư mà nói, đó cũng là nỗi đau lớn mà bất cứ gì lý do gì chị em cũng khó lòng nguôi ngoai được. Nhưng mới đây, một bà mẹ đơn thân đã bày tỏ luận điểm của mình trên diễn đàn khiến bao người xôn xao. Cô viết, ly hôn rồi làm người tình của chồng cũ lôi cuốn lắm các chị à. Đừng ném đá em gì trải qua rồi em mới biết. Có rất nhiều điều nằm ngoài tưởng tượng. Em thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ảnh Minh hỏi. Cùng với luận điểm trên, cô vợ này lý giải như sau, ngày trước vợ chồng em cũng yêu nhau thắm thiết lắm, vượt mọi định kiến của bố mẹ mới lấy được nhau. Vậy mà chỉ khi bắt đầu sinh con xong, hôn nhân của em mới phát sinh nhiều vấn đề. Tự nhiên chồng em thay tính đổi nết. Mặc dù em cực kỳ giỏi trong khoảng giữ dáng, nhưng anh ấy nói không có nhiều cảm xúc như trước. Mọi thứ vẫn bình tầm thường cho đến khi em phát hiện ra chồng bóc bánh trả tiền rồi lại cặp kè vô chơi qua đường. Sau đấy dù em tha thứ nhưng vẫn ghê tởm thế nào ấy. Em hạn chế thân mật chồng, tình cảm của bọn em sứt mẻ từ ấy. Rồi cũng đến ngày hai đứa quyết định giải thoát cho nhau. Ly hôn được 3 tháng thì trong một lần sinh nhật con, bọn em bắt gặp lại và làm chuyện ấy với nhau. Cảm xúc dạt dào hơn cả tưởng tượng, 3 tháng không thân mật đại trượng phu và một phần cũng vì em vẫn còn yêu anh ấy. Tự dưng chồng cũ lại nhẹ nhàng hơn với em, chăm qua thăm con, toàn lấy lý do nọ kia để được ngủ lại. Và mỗi lần anh ấy ngủ lại bọn em đều có quan hệ. Anh có ngỏ dự định tái hợp nhưng em lại không muốn, em không thích cảm giác bu bị phản bội lần nữa. Hiện tại em đang sống tự do, thoải mái, thích thì đi với chồng cũ, vẫn có trai theo đuổi tán tỉnh, em cảm thấy mình có giá bút vô cùng. Chưa kể ngày lễ còn được các đối tượng tặng quà, dồ cập, chồng cũ cũng chẳng có quyền ghen. Bài đăng của bà mẹ đơn thân lôi cuốn rất nhiều ý kiến của số đông mạng, nhiều phần là thiếu phụ. Có người đồng tình, có người lại kịch liệt phản đối. Không thể phủ nhận những lý lẽ của cô vợ trên là có cơ sở nhưng có vẻ như cô chưa nhìn chiếm được sâu xa sự lựa chọn của mình. Ảnh Minh hỏi. Lý giải cho quyết định ấy, cô chia sẻ thêm, tất cả dựa trên sự đồng ý của cả hai bên. Anh vẫn chu cấp nuôi con cho em mỗi tháng là 2 triệu. Hình như còn quà cáp, thì hãy cho em thêm tiền như kiểu những cặp đôi yêu nhau. Em không hề đòi hỏi, dù sao cũng từng là vợ chồng, mình vui và hài lòng là được, em chẳng dồ cặp thiên hạ nói gì. Có rất nhiều người đưa ra luận điểm, khuyên rằng cô không nên tự trói mình vào một mối quan hệ không rõ như thế. Nếu còn tình yêu và nghĩ đến con thì quay lại cùng nhau xây dựng gia đình. Còn không hãy giữ đúng mực đồng đội nếu vẫn muốn chia tay một cách văn minh. Chắc chị ấy nghĩ hôn nhân là mồi chôn của tình yêu. Thế nhưng có bao giờ mọi người nhìn ra được nếu không có cái mồi chôn ấy thì tình yêu chết đường chết chợ rồi không? Mình không tấn công giá bước diệt chị ấy quan hệ với cùng lúc nhiều đại trượng phu nhưng thực sự chị ấy đang tự làm mất giá bước của mình thì đúng hơn, một tài khoản thẳng thắn bình luận. Có thể vừa mới trải qua sự khủng sợ hãi về tinh thần cũng như cảm giác buông mất niềm tin vào hôn nhân nên cô vợ ấy đột nhiên thấy phấn khởi vì mình được tự do, được làm mọi điều mình muốn. Và cô cho đó là hạnh phúc, là cuộc sống rất đáng được sống. Nhưng liệu cô có bình yên được mãi như thế? Vẫn biết cuộc đời mỗi người do chính bạn dạng thân họ định đoạt nhưng sự phiêu lưu nào rồi cũng phải có bến đỗ. Đừng lấy suy nghĩ của mình mà chủ quan cho rằng đã hiểu hết cả một con người. Đàn ông đâu đơn giản như vậy. Có khi trước mặt mình họ chiều chuộng, cung phụng đấy nhưng sau lưng họ vẫn coi tầm thường, chỉ thấy thiếu phụ tiện lợi và tham lam. Chị em à, ly hôn hay làm mẹ đơn thân cũng không cần thiết bằng việc giữ được sự tự tôn của chính mình. Hãy sống sao để đại trượng phu phải nhìn mình tiếc nuối và trân trọng.